bây giờ bắt đầu nó tối lại rồi đó. Ok, bây giờ là mùa thu, sắp sửa mùa thu rồi cho nên nó tối lại. Hiện tại bây giờ nếu mà không có Covid đó, là đang có thời điểm của August 23rd là Minnesota State Fair. Và năm nay thì đóng cửa. Cái hội thảo của Minnesota nó đóng cửa rồi. Nhưng nó có cái drive-thru, tức là mình mua một cái vé 20 đô. Trong cái xe mình có thể có được 5 người mình đi.